điện về với bạn rồi. Điện lại đã về với bạn. Vâng. Vâng, vâng. Hai anh đã nghe lời góp ý của tôi, đã chọn một cái địa điểm là thác nước. Vô cùng tươi mát. Mở đầu tốt là anh Tuấn Hưng. Vâng. Các bạn hãy để ý người Kami bị màu tím, có nghĩa là Phan có đang dùng độc. Nếu mà để lâu cứ thế này thì máu của Kami sẽ bị rút dần. Đúng vậy. Cách giải độc đó là đánh trúng vào người Phan, người bạn sẽ trở còn lấy lại màu. Còn không thì bạn sẽ bị bốc màu như thế này đấy. Vâng, rất áp đảo ạ. Vô cùng khó chịu. Làm thế nào đây? Vô cùng ở trong cục. Và mình xin nói trước là cái độc này thì sẽ không gây chết. Nó chỉ khiến bạn về một máu. Vâng, liên tục bắn thạch rau câu ở mặt phi anh và phi anh ăn hết. Ồ, thạch rau câu à? Nghe được đấy. Tôi hay gọi là tung hường. Tôi thấy giống thạch rau câu hơn. Ờ, thạch rau câu nghe hấp dẫn hơn đúng không anh? Thạch quay môn ạ. Tôi thích là chúa chủ thiên thạch. Bây giờ thì Phi Anh đang có chút lợi thế. Lao vào. Vâng, sau một khởi đầu không tốt, bắt đầu Phi Anh lấy lại lợi thế của mình rồi. Chủ động lao vào tấn công anh Hưng. Anh Hưng đã đáp trả lại. Đây rồi, cơ hội cho anh Hưng. Thả khí độc, vẩy rau câu, không có. Vâng, cả hai bên đều có thanh trang. Bây giờ bật lên, vẩy lên. Đây rồi, và là CA luôn. Chiêu cuối luôn. Finish, không chết. Không chết, chắc chắn là không chết. Một cái bắt tay ra sẽ là chết. Đấy rồi, anh Hưng cũng đã trả lại. Vẩy, 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 vẩy. Rau câu, không được rồi. Rất bất ngờ. Anh Hưng đã quá vội. Có vẻ anh Hưng đã nghĩ là mình đã chiến thắng rồi. Và đúng đang, vậy. Rồi, chuẩn bị cho một tình huống set up và ăn ngay một cái đạp lên của Kami. Cái đạp rất nhanh, quyết định trận đấu cho Kami. Không bay được, cái rau câu khó chịu. Vâng, ném thành rau câu khó chịu quá. Ném rất ăn gian, bình thường là chỉ ném một đạn thôi, vào riêng Phan ném tận hai đạn một lúc. Nhưng mà cái rau câu không thể bay ra được. Đấy cũng là một công bằng rồi. Lên rồi. Không. Vâng, vâng, khi mà Phan bật bình đỏ thì khi mà bạn đứng gần Phan, bạn cũng sẽ bị trúng độc. Vâng, lúc đấy là tay của Phan lại phẩy ra độc. Đúng vậy. Khi mà Phan bật bình đỏ thì khó chịu, bạn chắc là bị dính độc. Lại một lần nữa. Cú đá móc. Lại cú đá móc kết thúc trận đấu. 1-0 cho Phi Anh. Canon Spy, cú đá của Kami. Vâng, mà trận đấu thứ hai bắt đầu rồi. Vẻ như cả hai đội thủ bắt đầu chậm lại. Lại ném thành rau câu rồi. Cái xoay chân đấy là tốt từ Phi Anh, tại vì độc của Phan bay chậm. Vì anh đã nhận ra điều gì đó và liên tục áp phát anh Hưng. Sắp choáng rồi. Anh Hưng sắp choáng rồi, nhưng không. Bây giờ anh lên lại. Vẩy độc, chủ động lao vào. Vâng, trượt bò rất khó chịu. Liên tục bị trúng độc. Vì anh phải vào nhanh lên, nếu không sẽ bị cấu tỉa máu. Cứ nhiều thạch thế này thì bội thực mất. Lại ném thạch rồi. Bao giờ Vì anh lấy lại được màu? Ôi trời ơi. Vẫn chưa lấy lại được màu. Tím rồi. Cứ bị lỗi màu mãi thế này. Vâng. Vâng, một tình huống đát vào và đạp lên. Có thể nói là trong câu bộ chúng ta, Phan là một nhân vật khá là dây ức chế. Vâng, tại vì lối đánh của Phan có phần kiểu hoa mỹ. Không những lối đánh hoa mỹ còn tạo hình cũng vô cùng nhìn trông tinh trì ý anh như vậy đúng không? Vâng, tạo hình của Phan nhìn trông cũng vô cùng gì đó. Bật lên rồi, tím người rồi. Vâng, liên tục tạo áp lực ở đến từ anh Hưng. Nhưng mà người Phi Anh vẫn tím, máu vẫn đang bị rút. Càng đánh lâu càng bất lợi. Thủ rất gian. Đấy. Chỉ cần đối phương trúng độc là anh Hưng sẽ đánh lầy lại. Cái thủ rắn hơn. Đúng vậy, rất khó chịu. Vâng, điệu nhảy chuyện thương hiệu của Phan. Vâng, múa may quay cuồng. Đây là một cha, có lẽ tôi nghĩ là thời trẻ quẩy hơi nhiều. Vẫn có di chứng của thuốc. Để anh ấy bị nhiễm độc nhá. À, nhiễm độc tôi nhầm. Thuốc độc nhá. Thuốc độc. Tại vì là do sử dụng độc nhiều quá đã bị ngộ độc. Đúng rồi, chứ không phải là anh ấy bay. Là cái gì đấy đâu anh nhầm ạ. Không phải là bay. Chúng ta là những game thủ chân chính. À. Thôi, quay lại trận đấu nào. Anh Hưng lần này đang vào thế bất lợi. Lên. Vâng, một tình huống đảo ra đến từ Vi Anh. Không thể đỡ lì được không? Vì anh đang tăng tốc cho trận đấu này. Vâng, lại là một tình huống biến ảo. Cứ bên nọ bên kia, bên nọ bên kia.
Đây là một đấu pháp tốt với Phang vì bạn càng cù nhây, Phang càng khó chịu. Tôi ủng hộ đấu pháp này. Chính xác rồi. Bạn phải nhanh và di chuyển linh hoạt hơn thì Phang sẽ không thể nào theo được. Chỉ bởi vì Phang cũng là một nhân vật cũng khá chậm. Vì chiêu của Phang bạn phải giữ nút thì mới ra chiêu đặc biệt. Đánh rất là bồng bềnh. Vâng, cả hai bên đều có thanh VCG của mình. Bật lên rồi. Và bật một lên điểm sở trường. Thương hiệu của Phi Anh gồng mình đỏ lên, dọa thôi, ôm này. Đấy. Không được rồi. Vì trong lúc mình gồng mình đỏ lên là mình sẽ được an toàn. Phi Anh tính sai rồi. Đang bị tím, máu đang cạn dần. Trong tình huống đó Phi Anh chết rồi. Nghĩ anh Hưng sẽ cố gắng trừng phạt mình. Trong khi anh Tuấn Hưng liên tục ban rau câu. Vâng, ném rất nhiều rau câu. Đây rồi. Xoay chân vào cái đốm lửa ở dưới rất khó chịu. Khi mà cái tầm mà Phang đang hơi máu, Phang không muốn vào thì có mà rời vào. Cứ ném hoa quả rồi lại trồng cây, ném hoa quả rồi lại trồng cây. Cực kỳ khó chịu, sải chân cũng dài. Cho nên liên tục phải áp sát, liên tục gây áp lực. Đấy là lời khuyên của tôi dành cho Phi Anh. Vâng, Phi Anh phải lợi dụng tốc độ của Kami. Đánh liên tục biến ảo. Vâng, tình huống không chiến, phòng không tốt đến từ anh Hưng. Chưa thôi. Cái cú đa kích ấy trượt mất rồi. Vẩy rau câu liên tục. Khó chịu quá, vào góc rồi. Phi Anh vẫn chưa lấy được màu. Màu Phi Anh vẫn là màu tím. À đây rồi. Nạp dòng lại tím rồi. Thoát ra. Cái vị trí cờ của Phang cũng khó chịu. Hai bên bước qua đời nhau. Vâng, một pha du lịch đi qua đời nhau. Nhưng mà người bị ngã là Phi Anh. Lướt qua như hai kẻ xa lạ. Phi Anh đã có vị trí cờ của mình. Bật lên rồi. Bật lên rồi. À đây. Đây rồi. Vâng, Phi Anh đã xuất sắc vượt lên dẫn trước 2-1. Sự khó chịu của anh Hưng vẫn là chưa đủ để cản lại tài năng trẻ du học sinh Nga của chúng ta. Một siêu sao mới nổi. Thực ra anh Hưng cũng mới nổi thôi. Vâng. Chơi trận đấu này khá là tốt. Nhưng mà lợi thế của anh Hưng vì là tuổi cao rồi nên là tâm lý thi đấu cực kỳ tốt. Dù thắng hay thua tôi để anh Lung mọi lúc anh ấy lúc nào cũng cười. Lung cười tỏa nắng. Không được. Vẩy rau câu. Hãy cứ để ý những cú rồi. Xoay chân của Kami bạn có thể đánh trả lại được vì nó hở. Tôi để anh Hưng hình như anh trừng phạt hơi hiền phải. Đúng sau vậy. Một lần lỗi anh ấy chỉ đơn giản là cái ngáng chân thôi. Nãy giờ thì Phi Anh liên tục xoay chân bừa mà anh Hưng lại không trừng phạt lại được. Và một tình huống đai kích nhưng mà đỡ được rồi. Nhưng cái chiêu đá sóc Phi ở trên trời là an toàn anh thẳng nhá. Đấy lên. Vậy hai hit. Anh Hưng không, rồi, nhưng không combo được. Không combo được. Rất tiếc. Đây rồi. Anh Hưng có vẻ như hơi vội vàng đứng dậy dãy mà không đỡ. Có vẻ như là, nhưng ở giúp anh Hưng hơi bối rối khi mà cả hai bên lúc vẫn thâm máu. Phi Anh đã có được một nửa cánh cửa chiến thắng rồi. Có vẻ với là một người trẻ tuổi là Phi Anh có được giữ độ bình tĩnh hơn. Khi những tình huống cam go như hai nhân vật đều cùng thâm máu. Đây rồi. Không. Anh Hưng không thể trực phạt được pha đấy. Vâng, lại rồi. Vẫn được khuyến mại một quả mà mồm. Phi Anh đã bị lỡ lệch bên. Có vẻ như là Phi Anh rất thích ăn thạch đầu câu rồi. Yên tâm. Dù đã trượt rồi nhưng vẫn cố gắng ăn thêm một hạt. Cái hạt này không đáng kể nhưng vấn đề là độc. Vâng, lại tím rồi. Lại tím rồi. Màu tím. Ô, vâng. Khỏe quá. Đây. Lại trồng độc. Đây. Vâng, một pha set up trồng độc vô cùng khó chịu. Đặt độc rồi nhảy ra sau lưng rồi đạp. Anh Tuấn Hưng vẫn nói xa lắm em ạ, chưa thắng được đâu. Lao lên. Ngay lập tức Phi Anh đang lao lên, muốn khao khát. Phi Anh luôn. Đang đẩy tăng cho tốc độ trận đấu lên. Đúng rồi. Thể hiện tham vọng chiến thắng của bản thân vô cùng. Vâng, liên tục. Bật lên rồi. Liên tục tạo áp lực là đến từ Phi Anh. Nhưng lại mất màu rồi. Nhưng mà yên tâm, độc của Phang cũng khá là âm ỉ thôi. Cũng không đến mức đáng sợ. Và một tình huống đá nhẹ để phá cái đổi bên của Phi Anh. Nhưng mà cứ bị đỡ bị động thế này thì hơi khó. Khó chịu quá, lại ném thạch rồi. Vẫn đang tím. Đấy rồi, hết độc rồi. Không được. Chết rồi. Không được. Cái gì đây? Căng thẳng quá. Câu trả lời là cái gì? Cái
đồng kia vẫn bay lơ lửng. Ô! Lại bay vào cái cây đồng rồi. Lại bay vào cái cây đồng rồi. Quý Anh đã không cưỡng lại được sức hút từ Thạch Dòng Câu. Quý Anh tìm đến nó. Vô cùng thích ăn Thạch ạ. Cứ tự lao vào đầu vào Thạch thôi. Mâm luôn quả đấy thì tai đều quá rồi. Một pha thích mâm của Quý Anh. Vâng. Nên kiềm chế bản thân lại. Rồi. Ăn Thạch nhiều sẽ dễ bị đau bụng. Đó. Có vẻ là Phang là người Trung Quốc mà. Thế là cái gì từ Phang không đảm bảo lắm đâu. Ăn nhiều đau bụng là đúng rồi. Nói thế. Vâng, rất khó chịu. Nếu mà bạn đầu tư một bình xanh thì viên Thạch ấy sẽ nảy nảy. Đặt lửa. Không được. Vâng, vì anh lại tiếp tục lao vào tốc chiến tốc thắng. Không thể để nhây nữa. Vâng, lại đánh áp đảo rồi. Phang thấp choáng và cái choáng ở đây. Sao mày trên đầu rồi. Đúng rồi. Cứ thế thôi. Không nên đánh rơi trận thắng như ván trước. Quá sai lầm. Mẹ như là trận vừa rồi vì anh thua là do hơi hấp tấp. Tuy nhiên đừng vội mà nhảy bừa. Vì cái viên hai viên thạch cái bay rất khó chịu. Cái quỹ đạo nó vô cùng khó chịu. Tại vì nó là hai viên và mỗi viên bay một kiểu. Đúng vậy. Bạn có nhảy cao mấy nữa cũng bị trúng. Cho nên phải căn, phải lừa. Đó. Đó, đó, đó. Bạn liên tục buôn thành rau câu. Lên. Không được rồi. Vâng, có vẻ như là lần này nhà anh Hưng hết. Nhà anh Hưng hết thạch rồi. Tại sao lại thế? Vì anh gồng mình đỏ lên chứ không không combo hết. À đâu. Anh Hưng lại không ném thạch nữa nhỉ. Có vẻ như hết thật rồi. Có lẽ anh Hưng phải chậm lại. Tại vì có thể trong lúc ném thạch mình sẽ bị ăn cái xoay chân. Vâng. Vì anh rất lì. Hết đọc rồi. Thủ rất đặc. Đây, 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 đây rồi. Vô cùng tuyệt vời. Chàng trai trẻ chúng ta vô cùng bình tĩnh. Cánh cửa đã hoàn tất cho Vì Anh rồi. Vâng. Liên tục bị bẩy áo vào. Phi Anh à? Người đang chiến thắng vừa rồi là Phi Anh.